cô tên Nguyễn Thị Khiêm, năm nay là 34 tuổi. Cô làm nghề này nó từ hồi nhỏ tới chơi. Năm nay cũng là năm mấy năm rồi. Nên cô cũng làm miết rồi đó. Hồi trước đi chợ cực lắm ơi, chẳng phải như chờ đi xa bây giờ. Gánh là tiền dơi nè. Gánh đi vô tới chợ bốn về. Rồi cũng đi bộ nữa thôi. Hồi đó là không biết giờ là cái chân đó. Sống rồi đổ cái cây vô bốn đi chưa về. Cái đó chờ rồi nó thông minh nó già là giờ cái hồi nó không già không giờ cái chân. Cô nó xuống rồi nó tốn giờ cô mới đi. Cái trưa 11 giờ cô về. Cái chiều nó là nén quá cô đi trễ, 4 giờ cô đi, 6 giờ cô về. Phần xanh nó là rang đó, cái phần xanh. Rang nó như rang trầu nè, rang trứng nè, rang cay nè, rang mầy nè, đủ thứ rang ấy. Chứ không lùm phân hóa chất gì hết, chỉ lùm rang nó với bánh dạo đó. Rồi cô lùm những thứ đó là rang thân đó. Chứ còn lùm phân đó thì đất cũng cháy, rang cũng không thân được. Mưa nó thì tưới ít, mà cũng phải tưới cho sạch xương nè, chẳng khỏi quá sao rài. Chứ nếu như mà không tưới, nó mưa không tưới là nó quá sao rài lắm, vì không bơm thuốc. Cho nên phải tưới, mưa cũng phải tưới. Nén nó thì tưới nhà qua là. Còn mưa đi phải tưới nhà hơi là. Trước đây nó cô về lùm, về bốn. Còn trừ nó thì có cá đây. Cũng đi chợ, bốn ở chợ. Bốn chơi nhà hồn nè. Bốn chơi ra mì, ra trà, đủ hết. Khách nè, chụp hình miếc. Chụp vô nước nồi thôi luôn, hình miếc mãi luôn. Mới trở lại đây nè, mới có khách đây. Chờ cô ở nhà phục vụ cho khách. Cái hồ này nó là bơm nước vô. Cái để tưới là ít lắm. Ví dụ một lúng hơi lúng đó thì cô tưới. Còn nhiều nó thì có cái má bung đó, bung lên. Còn quá nó bét ở dưới hồ nè. Dưới hồ nó nâu nhiều ý nè. Không gặp có nó bét về thoải vô. Hay là bỏ mì trong sạch. Thích lắm, trù khách tới là lái cây sạch lách chào có ai làm đứng qua thì vô mà trời ơi bực cái lớn mà cháu em không nhả là gì đó. Còn ở đây khách du lịch tới nó thì cô lùn cho họ khách, cô bà cho khách họ lùn. Khách tới đây nó là không tưới, bà không tưới cũng trồng ra. Còn có khi là khách mòn á. Nhà cho họ tới luôn rồi nè, cắt được tới luôn vui. Nên cũng hôn chứ cực lắm.